Trong suốt 2 năm qua, hoạt động của ngành du lịch khá trầm lặng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong mỗi thời điểm nhất định, các đơn vị địa phương tham gia làm dịch vụ du lịch luôn nỗ lực để duy trì, phát triển phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế. Để việc triển khai nghị quyết và chương trình hành động của tỉnh cũng như các địa phương về phát triển du lịch đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra, nhất là khi chuyển về trạng thái bình thường mới, các điểm đến nội địa luôn nỗ lực hoạt động trong phạm vi cho phép. Sau khi các ổ dịch trong tỉnh và cả nước cơ bản được kiểm soát, các địa phương được phép ngừng thực hiện chỉ thị 16, theo đó các ngành, lĩnh vực trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Dù vẫn luôn phải cảnh giác với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhưng các điểm đến nội địa đã bắt đầu mở cửa trở lại. Hầu hết các đoàn khách được phép tham gia hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới đều tổ chức với số lượng không quá 30 người, luôn tuân thủ nguyên tắc 5K trong quá trình di chuyển và tiếp xúc tại các địa phương. Trong những năm gần đây, công ty cổ phần Trịnh Gia đã phối hợp với xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc tổ chức các dịch vụ đón tiếp khách du lịch đến khu danh thắng Kim Sơn thuộc xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc. Từ cuối tháng 4 đến nay, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư xuất hiện trong nước và trên địa bàn tỉnh đã khiến nhiều khu du lịch phải tạm thời đóng cửa. Danh thắng Kim Sơn cũng nằm trong bối cảnh chung ấy. Công ty cổ phần Trịnh Gia mong muốn việc đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch sẽ góp phần đưa khu du lịch Kim Sơn sớm trở lại với hoạt động bình thường mới. Theo cái dự án phát triển du lịch tại cộng đồng, qua đó thì đã thu hút được rất là nhiều du khách biết đến khu du lịch danh thắng Kim Sơn. Năm 2019 thì ước tính được khoảng hơn 10.000, gần 20.000 lượt khách tham quan, và đặc biệt là thường sẽ tập trung vào dịp nghỉ hè, dịp mùa thu và dịp Tết. Đấy. Và đến sang năm 2020 thì bắt đầu có hiện tượng dịch COVID-19, cho nên là lượng khách cũng đã giảm dần. Trong cái khoảng thời gian dịch dã như thế thì ban quản lý đã cùng với chính quyền địa phương là tiếp tục bảo tồn và sửa chữa và trồng thêm cây xanh và cải tạo lại khuôn viên để cho ngày càng đẹp hơn, và sẵn sàng khi mà dịch COVID được ổn định lại thì sẽ sẵn sàng là đón khách bất cứ lúc nào. Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Dù không còn thực hiện giãn cách xã hội, nhưng dịch bệnh vẫn diễn biến căng thẳng phức tạp, khiến nhiều khu điểm đến du lịch trong tỉnh vẫn khó khăn cho việc tổ chức đón khách trở lại. Khu du lịch Yên Trung nằm trên địa bàn huyện Yên Định của Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát. Ngay sau đợt giãn cách, đã có nhiều đoàn khách đến đăng ký sử dụng dịch vụ. Đặc biệt ngày cuối tuần, các villa, phòng nghỉ tại đây hầu như không còn chỗ trống, bởi khá nhiều nhóm du khách, đặc biệt là các gia đình, đã chọn nơi này để tham quan trải nghiệm, thư giãn trong không khí miền quê nông thôn yên bình, thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên. Lợi thế của những điểm đến như thế này là du khách không phải di chuyển quá xa, vẫn có thể lựa chọn được một không gian để ngắm cảnh, có đầy đủ dịch vụ vui chơi giải trí, ẩm thực, thích hợp với mọi lứa tuổi. Và đặc biệt, những nơi này rất phù hợp với sinh hoạt, vui chơi nhóm nhỏ, không đông đúc ồn ào, đảm bảo được các điều kiện phòng chống dịch bệnh. Trong cái bối cảnh dịch COVID nó diễn biến phức tạp 2 năm nay, thì hoạt động du lịch và các hoạt động nói khác nói chung của tỉnh cả nước nó có bị nhiều hạn chế. Tuy nhiên, cái hoạt động du lịch khi được nới lỏng giãn cách thì hoạt động du lịch nó đã bắt đầu phát triển lại. Và những người làm thơ chúng tôi lại tiếp tục hòa nhập với cuộc sống, tiếp tục đi thâm nhập thực tế bằng nhiều hình thức. Riêng đợt này thì chúng tôi đi tập thể của ban và đã trong quá trình đi chúng tôi thực hiện nghiêm túc cái quy định 5K về phòng chống dịch COVID. Tôi thấy cái tiềm năng du lịch nó còn ẩn chứa ở trong đất nước ta nói chung và trong quê hương Thanh Hóa nói riêng, có cái gì đó mà mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc. Tôi được lần đầu tiên đi vào những động đá, đi trên những cái dòng suối, những cái mặt đầm, và tôi cứ nghĩ tôi đã đến với những cái thắng cảnh này nó hơi chậm, lẽ ra tôi phải đến sớm hơn để được thưởng thức, để được chiêm nghiệm, để được
thấm vào mình những cái cảnh quan, những cái tình yêu quê hương đất nước mà chính những cái nơi đó còn đang giữ lại. Tôi mong muốn rồi đây các cái cơ quan đoàn thể, các cái nhà doanh nghiệp, các cái tổ chức cá nhân sẽ quan tâm hơn nữa đến những cái thắng tích đó, làm cho nó ngày càng phát triển, ngày càng tươi đẹp. Trong điều kiện dịch bệnh còn chưa được hoàn toàn đẩy lùi, chính phủ và các địa phương đã thay đổi chiến lược trong phòng chống dịch, chuyển sang trạng thái bình thường mới nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Du lịch là ngành kinh tế cực kỳ nhạy cảm trong dịch bệnh, là một trong những ngành bị ảnh hưởng sâu sắc nhất, thiệt hại nặng nề nhất. Tuy nhiên, ngành du lịch vẫn luôn nỗ lực để triển khai các hoạt động trong phạm vi cho phép. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể lựa chọn cho mình những cách đi du lịch thông thái. Thay vì tổ chức đoàn đông người và những tour đường dài, thì nay du khách tách thành từng nhóm nhỏ, tìm những điểm đến gần, có thể di chuyển nhanh và không phải tiếp xúc với nhiều người. Vì vậy, các điểm đến nội địa là lựa chọn rất phù hợp trong thời điểm này. Các bản du lịch cộng đồng ở vùng cao, các khu du lịch sinh thái ở đồng bằng ven biển vẫn có thể đón được một lượng khách nhất định. Một trong những điểm đến nội địa phù hợp trong thời điểm này là các làng nghề. Tham quan, khám phá làng nghề đang là một loại hình du lịch được đẩy mạnh khai thác, phát triển những năm gần đây ở Thanh Hóa. Để đáp ứng được cái lưu thông hàng hóa và sản xuất trong mùa dịch thì từ mọi cơ sở hoặc các công ty trong làng nghề thì vẫn duy trì đúng các tiêu chí về phòng chống dịch của ban phòng chống dịch của xã và huyện, tỉnh đề ra, thực hiện đúng 5K để đảm bảo vừa khách đến này và đi hàng giao lưu, người đến đặt hàng để đảm bảo để người ta, khách hàng yên tâm để sản xuất và lưu thông hàng hóa được rất thuận lợi. Về cái lượng khách thì trước nay thì rất là nhiều, nhưng về mùa dịch nó cũng giảm một số. Từ lúc mà được gỡ bỏ bớt cái phong tỏa thì khách lại trở lại như trước. Tuy nhiên là mọi người đều rất có ý thức, cho nên là để phòng chống dịch và mọi người đã cảm thấy rất yên tâm khi đến các cơ sở đúc đồng ở trên đây, nhà mình cũng như các nhà khác. Đối với các khu du lịch tâm linh, du khách thường đến vào mùa lễ hội. Do dịch bệnh COVID-19, gần đây nhiều lễ hội phải tạm ngừng. Nhưng tùy tình hình thực tế, các đền chùa, nơi thờ tự khác vẫn mở cửa ở mức độ cho phép nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Đến với các điểm tâm linh, di tích lịch sử văn hóa thời điểm này, du khách sẽ được tận hưởng không khí thanh tịnh, tránh được những đám đông trên vai thích cánh mang nhiều nguy cơ dịch bệnh. Trong đời sống hiện đại, du lịch đang trở thành nhu cầu thường xuyên của nhiều người. Bởi vậy, du lịch đóng vai trò là ngành kinh tế quan trọng mũi nhọn đối với nhiều địa phương có thắng cảnh. Khi chưa có dịch bệnh, chúng ta nỗ lực phát triển các tour du lịch ra tỉnh ngoài, nước ngoài. Việc khai thác các điểm đến trong tỉnh còn hạn chế, một phần do năng lực tổ chức dịch vụ tại chỗ còn yếu, một phần do công tác du lịch lữ hành chưa quan tâm thiết kế các tour tuyến nội địa vì khó khai thác, lượng khách ít và nguồn thu thấp. Thế nhưng trải qua các đợt dịch bệnh, trong khi những khu du lịch lớn đóng băng thì nhiều điểm đến nội địa vẫn hoạt động ở mức độ phù hợp. Hiện nay trong điều kiện bình thường mới, dù vẫn phải tầm soát dịch, song các khu du lịch nội địa vẫn mở cửa khi đảm bảo các yếu tố an toàn cho khách và người phục vụ. Vì vậy, ngành du lịch, các địa phương, các đơn vị lữ hành nên quan tâm nhiều hơn nữa đến việc xây dựng, thiết kế các tour tuyến, sản phẩm du lịch nội địa để vẫn khai thác được nguồn khách và doanh thu, đồng thời giúp các điểm đến trong tỉnh phát huy được giá trị, xứng với tiềm năng tầm vóc vốn có. Và đặc biệt, trong dịp Tết đến xuân về, nếu nơi nào vẫn đảm bảo được an toàn dịch bệnh, thì nỗ lực triển khai các hoạt động phù hợp để phục vụ du khách, đồng thời cũng góp phần từng bước phá băng cho ngành du lịch khi đã ngưng trệ hoạt động quá lâu.